Huawei Việt Theo chế tạo sánh ngang MQ9 Reaper của Mỹ. Theo thông tin được tạp chí quốc phòng Jens của Anh đăng tải, thì tại triển lãm Indo Defense, tập đoàn Viettel chỉ mang đi trưng bày mẫu máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ, có tên gọi là Shikra, với trọng lượng 26 kg, sải cánh 3,5 m. Tuy nhiên, theo báo Anh, trong tương lai, Viettel đã lên kế hoạch chế tạo các mẫu UAV lớn hơn, trước mắt là phiên bản có sải cánh 5-6 m và hoạt động được 10 giờ trên không, tăng gấp 5 lần so với Shikra. Đáng kể nhất, Viettel đã cho biết kế hoạch dài hơi của mình là nghiên cứu và sản xuất loại UAV cỡ lớn với sải cánh 20 m. Đây nhiều khả năng sẽ là biến thể có tầm hoạt động 150 km và thời gian bay trên không là 20 giờ. Loại UAV mà Viettel đang ấp ủ chế tạo có kích thước tương đương với MQ-9 Reaper của Mỹ. Chiếc máy bay không người lái chủ lực của Hoa Kỳ có chiều dài 11 m, sải cánh 20 m, trọng lượng cất cánh tối đa 4.760 kg. Hiện tại, chưa rõ là thiết bị mà chiếc UAV Viettel đang nghiên cứu sẽ được bao nhiêu, nhưng rất có thể nó sẽ không thua kém quá nhiều con số 1.400 kg mà Q9 Reaper đang đạt được. Và bên cạnh đó có một chi tiết cũng rất đáng chú ý nữa, đó là MQ9 Reaper chỉ bay được liên tục 14 tiếng trong khi mang đầy tải, trong khi con số này ở mẫu UAV Viettel sẽ là 20 tiếng. Tuy nhiên, do có cơ chế dẫn đường tối tân mà MQ9 có thể hoạt động độc lập với tầm xa 1.852 km, còn UAV Viettel chỉ triển khai được cách trạm điều khiển 150 km mà thôi. Nhưng trong tương lai, nhược điểm về tầm hoạt động của UAV do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo dự báo sẽ có thay đổi về chất khi mạng lưới vệ tinh viễn thông và viễn thám của chúng ta được triển khai đầy đủ trên quỹ đạo. Khi mạng lưới liên lạc vệ tinh được đồng bộ và công nghệ lập trình cũng như điều khiển máy bay không người lái có bước tiến mới, thì chiếc UAV Made in Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tự hành và truyền dữ liệu về sở chỉ huy. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.